Bạch sư cho con hỏi, con bị mất ngủ cũng khá nghiêm trọng và dễ bị giật mình tỉnh giấc khi có tiếng động dù chỉ nhỏ. Con cũng thực hành niệm buông như sư hướng dẫn thì có thể vô giấc ngủ dễ hơn. Nhưng con vẫn bị làm phiền và hay giật mình. Với con ở nhà hay dùng thuốc an thần, con biết là không nên lạm dụng nhưng con cũng hết cách để dễ ngủ hơn. Xin sư cho con lời khuyên. À, việc niệm buông giúp quý vị dễ ngủ hơn thì đó đã là một tín hiệu tốt cho thấy là xài được, thì nên tiếp tục áp dụng một cách thường xuyên hơn. À, hạn chế dần và đi đến cái bỏ cái thuốc ngủ. Tại vì cái thuốc ngủ mình uống một thời gian là mình sẽ lệ thuộc vô nó, không có nó mình ngủ không được. Thành ra là rốt cuộc là nó còn tệ hơn nữa. Trong khi cái việc niệm buông thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, không có tác dụng phụ. À, nhưng mà nó cần thời gian. Cho nên á, là ráng. À, mình dễ giật mình thì nó chỉ đơn giản là do mình ngủ chưa có sâu thôi. À, thì một số vấn đề có thể do cái sức khỏe của mình nữa. Tại vì một số vị có bệnh, thí dụ như là bị tăng cân, hoặc là bị bệnh cái gì ngáy, ngủ mà ngáy. Những người ngủ ngáy là họ có vấn đề về hô hấp. À, thì cũng khó mà ngủ sâu lắm. Sư thấy là nhiều vị ngủ không sâu là do cái cơ thể vật lý của họ. À, cho nên là chúng ta phải xem cả hai khía cạnh. Một là khía cạnh tâm lý, thì chúng ta niệm buông và cố gắng thì dần dần sẽ tốt hơn. Còn khía cạnh về vật lý thì chúng ta cần khám bác sĩ tư vấn, ví dụ như tập thể dục nè, rồi giảm cân hoặc là như thế nào đó, thì cái đó là mình đi gặp bác sĩ ha.